Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi game son trưởng trên 2 quãng 8 từng tay. Chúng ta sẽ chọn lựa tay phải hoặc tay trái để chơi trong phòng thi tùy vào yêu cầu của ban giám khảo. Và như vậy, chúng ta phải chuẩn bị game son trưởng và những game còn lại ở từng tay phải và từng tay trái một cách thuần thục trước khi chúng ta bước vào cuộc thi nhé. Bắt đầu game son trưởng trên 2 quãng. Game son trưởng số ngón tay cũng sẽ giống như game đô trưởng. Tuy nhiên son trưởng có nốt pha thăng thì chúng ta sẽ cần phải bấm phím pha thăng nhé. Chỗ này đến nốt pha chúng ta không được dừng lại ở son này bởi vì đây mới được gọi là một quãng 8. Chúng ta sẽ phải đi lên tiếp tục. Sau nốt pha thăng này ngón 4 thì chúng ta sẽ luồn tay qua và chúng ta sẽ chơi tiếp một quãng nữa. Như vậy từ son này trên đến son này là được 2 quãng 8. Và tay trái chúng ta sẽ thực hành như sau. Ngón tay cũng tương tự số ngón tay của game đô trưởng. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn từng tay đối với game son trưởng.